Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ chia sẻ các bác biết là một ngày làm việc của bác sĩ thú y sẽ như thế nào. Vâng, hôm nay em đang là chuẩn bị vaccine này, với lại thuốc để chuẩn bị một ngày này, công việc của mình. Vâng, đây là thuốc và vaccine em đang chuẩn bị ạ. Đây, bây giờ em sẽ chuẩn bị thuốc này để thuốc uống và thuốc tiêm và vaccine để phục vụ trang trại. Và bây giờ em sẽ bắt đầu di chuyển. Em sẽ di chuyển đi cách nhà mình khoảng 10 cây. Và bây giờ đã đến trang trại. Các bác cùng theo dõi xem đàn gà nhà trang trại nó có vấn đề gì. Vâng, bọn em đã đến trang trại. Và đây là cái trang trại đàn gà 2.000 con ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đấy, các bác cùng theo dõi. Đàn gà thì vẫn tương đối là khỏe mạnh, nó cũng chỉ mới có chớm bệnh thôi. Và đây là bệnh tích của cái đàn gà đấy, nó bị coliza biểu hiện chân tích. Đàn gà này thì em chỉ cho trang trại uống khoảng 3-4 ngày thôi là sẽ ổn. Và các bác cùng theo dõi. Và bây giờ em sẽ tham quan cái đàn gà bé của trang trại. Nó cũng có biểu hiện hen chạc. Cái đàn gà này thì nó chỉ hen chạc đơn giản thôi, thì em cũng cho trang trại uống theo khoảng mấy ngày. Và bây giờ em sẽ di chuyển đến cái trang trại tiếp theo cách đó 1 km. Trang trại này thì các bác thì đang bán gà thịt đấy. Bây giờ em sẽ vào chuồng gà có biểu hiện bệnh để xem trong trang trại. Đây, các bác vào xem tham quan đàn gà có vấn đề của trang trại đấy. Đàn gà này thì trang trại báo là nó chết, gà nó chết đêm. Gà này được 2 tháng tuổi, 1.000 con mà chết mất 3 con rồi nhé. Đây, đây là mất 3 con chết này. Thì bây giờ em sẽ mổ khám để biết nó là cái bệnh gì, để kết luận và đưa thuốc cho các bác trang trại điều trị. Bây giờ em sẽ mổ khám nhé. Để đeo cái găng tay vào cho nó chuyên nghiệp các bác ạ. Vâng, bây giờ cũng là gần trưa rồi, thì em sẽ khám xong cái đàn gà này và đưa thuốc trang trại. Thì sau đó em sẽ đi ăn cơm ở quán, sau đó tiếp tục cái công việc của mình. Đàn gà này thì em đã cắt những cái video mà nó máu me với ruột ra đi để cho các bác xem nó đỡ bị phản cảm. Thì bây giờ em sẽ mổ khám và kết luận cái đàn gà đó nó bị túi trùng. Vâng, em đã di chuyển đến trại bên Giao Thủy, tỉnh Nam Định và thăm khám cho đàn gà trang trại này. Trang trại này đang bị bệnh coliza ghép CCRD các bác nhé. Thì em sẽ cho tiêm 2 mũi và uống theo khoảng 4 ngày liên tục nhé. Vâng, em sẽ di chuyển sang cái trại khoảng 1 km, xem chạy ngang cho trang trại đấy bên Giao Thủy nhá. Không phải chạy ngan này đâu các bạn, chạy ngan này vì vẫn là đang rất là khỏe. May mà chạy ngan này không có vấn đề gì, tại vì vấn đề tầm này là thiệt hại là rất nứt, rất nghiêm trọng. Và đó chính là cái đàn ngan bé đây ạ. Các bác đang xem đó là đàn ngan bé này có vấn đề. Đàn ngan bé này, em vừa mổ khám thì nó bị viêm gan nhá. Viêm gan em sẽ cho tiêm kháng thể cộng với những cái thuốc của em trộn vào em tiêm cho đang chạy tiêm 2 ngày là nó sẽ ổn thôi ạ. Có thể nó tỉ lệ hao hụt một chút. Sau đó em sẽ di chuyển lên Nam Trực, cách đó khoảng 40 km, để tiêm cái vaccine tả cho trang trại. Vaccine tả vịt này thì sẽ tiêm vào lúc khoảng 7 ngày 8 ngày nhá. Hôm nay vịt của trang trại được 7 ngày. Và sau đó em sẽ hết cái năm này, em sẽ di chuyển sang trại kế bên, cách khoảng 2 km, để thăm khám cho vịt của trang trại. Và các bác cùng chuẩn bị theo dõi em di chuyển nhá. Vâng, em đã đến trang trại và thăm khám đàn vịt này nó bị tả các bác nhá. Tả thì các bác đã tiêm tả rồi thì chỉ cần tiêm lại vaccine tả thôi là đàn vịt nó sẽ ổn. Và sau đó em sẽ chuẩn bị đến tối em đi cắt mỏ cho trang trại khoảng cách đây khoảng 10 km. Vâng, em đã đến trang trại và
đã cắt mỏ cho đàn gà. Bây giờ em vừa cắt xong đấy ạ, và bây giờ sẽ di chuyển về nhà thôi ạ. Giờ này cũng rất là muộn rồi. Đường xá thì khoảng về cách tầm gần 40 km cơ. Vâng, đây em đang có phà này rồi. Đường về nhà qua một đợt pha à, đi về được nhà. Vâng, sắp về tới nhà rồi thì các bác cùng theo dõi. Vâng, em đã về tới nhà các bác nhé, về tới nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị công việc ngày mai. Các bác hôm nay gọi cho em chưa đến được thì ngày mai em sẽ tiếp tục phục vụ các bác để cứu chữa đàn gà của mình. Vâng, đến giờ này là khoảng 10 rưỡi đêm thì em đã chuẩn bị nghỉ ngơi và hết cái công việc của mình trong một ngày. Các bác nào mà có vấn đề khó khăn gì ở trong chăn nuôi thì có thể liên hệ với em để em theo số điện thoại trên màn hình. Chúc các bác chăn nuôi luôn luôn thành công ạ.